Chào tất cả anh em nhé. Đây, đây có cái chòi mỏi anh em này. Nó nằm ngay dưới đường nên người ta chặt đi. Có ke. Gốc này thì đây, nó lên được mấy cái mầm này anh em ạ. Đây, dáng bay khá hay đấy. Ủa, chui vào cái gốc của ke, không biết đào được không? Đào thì được đấy anh em ạ, nhưng mà chỗ này nó tách ra làm hai luôn này. Tách ra làm hai nhưng mà nó bo sẹo hết rồi, thành hai thân. Lên đây nó lại thành một thân. Giờ tôi bứng cái này lên xem có ok không anh em nhé. Cái này về làm dáng bay đúng bài luôn. Nó dưới cái tán cao su thì người ta chặt nó đi. Trước tiên bỏ cái thân này. Ui, đào sâu thế này mà chưa thấy cái rễ cọc đâu anh em ạ. Đủ sang bẻ không? Trời mòi này mà những cái cây mà dáng cái này mà tạo hoàn thiện mà ra quả nữa. Nhìn đã lắm anh em ạ. Tôi này rất thích cái tròn dòng trời mòi nó tròn này. Lấy được cả cái bầu để về trồng nhanh lắm. Tôi có một cây tôi để trong vườn trong được mới 2 năm nhưng mà cái cành của nó to như gần ngón chân cái rồi anh em ạ. Đợt này về chắc là cắt dập lại khá đẹp, giống siêu nhưng mà đẹp lắm. Bây giờ tranh thủ tôi moi xem cái dây cọc ở đâu để cắt cái dây cọc của nó lên. Đất chỗ này nó cứng. Này, nhìn thì cứ tưởng nó mềm nhưng nó sỏi cứng lắm anh em. Này. Cứng không? Như đá. Quay video thì anh em thấy nó ngắn chứ. Đào basalt. Đào tỉ mẩn. Còn cái rễ này nó lên chua lắm anh ạ, không cắt được luôn, vướng lung tung. Gọi là 1 tiếng hay lên thì 2 tiếng lên. Chơi cây này nó rèn luyện cho mình cái tính gọi là sức khỏe và sự kiên trì anh em nhé. Có sức khỏe rồi thì hùng hục cũng không làm được nhiều cái cây nó vướng ấy. Phải kiên trì. Mình cứ cắt cái này
đếm ngược 100 cái không lên thì 200 cái lên. Cây này vẫn chưa phải là cây ấy đâu. Tôi có nhiều cây chật vật cả ngày luôn anh em. Cây này thường nhưng hơi vướng thì đào nó cứng cắt cũng khó. Lúc này mà nó to gấp 5 lần thế này thì chịu. Cơ tay này là không lên được. Ok rồi anh em. Đây anh em đào về rồi này. Sau này sẽ trồng cho nó cái dáng bay như thế này. Có cả cái bầu nữa anh em. Lúc này thì tạo khá nhanh. Đây này anh em này. Đây là những cái cây chổi mòi mà làm cái dáng nó bay nhìn đẹp lắm anh em. Quả rất là sai cái giống chổi mòi này. Cái này thì của người ta anh em ạ, họ tạo rất lâu rồi. Cành tán dày dày dăm lên thì quả nó sai. Đây, anh em nhìn quả này, chít. Được không?